Đau quá, đây là đâu vậy? Alo, Terry. Tiểu Tiểu, cô đang ở đâu vậy? Tôi đợi cô mấy tiếng rồi, cô cũng không xuống núi nữa. Gọi lại cô thì cô không nghe máy. Khi nãy tôi bị trượt chân té xuống núi đó. Tôi vừa mới tỉnh dậy thôi. Tôi cũng không biết bây giờ mình đang ở đâu nữa. Ai đến cứu tôi đi. Được. Alo, Terry. Nè, không phải đâu chứ, giờ này hết pin. Làm sao đây? Không cần sợ, Terry biết được mình bị té xuống núi mà. Anh ấy sẽ đến cứu mình. Không sao đâu. Tại sao lâu vậy cũng không có ai đến cứu mình vậy? Nè, có ai không? Có ai không vậy? Cứu! Tiểu Tiểu! Terry! Terry bên này nè! Nè, Tiểu Tiểu, cuối cùng cũng kiếm được cô rồi. Cô đừng sợ nha, cảnh sát đã ở phía sau, sẽ mau cứu cô lên thôi. Terry à, sao bây giờ anh mới đến? Tôi đợi anh cả đêm luôn đó. Xin lỗi nha, thì ra hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại với cô đã qua 9 giờ rồi. Cô nói khuya như vậy không được ra đường mà. Nên tôi gọi 3 số 9 báo cảnh sát giúp cô luôn. Nhưng ai ngờ người nghe điện thoại là nữ cảnh sát đó. Cô nói không có cô ở bên cạnh thì không được nói chuyện với người khác giới. Cuối cùng tôi nhờ cậu tôi giúp đỡ. Ai ngờ sau khi cậu nghe tôi nói xong, nói là cô giỡn với tôi, lại không chịu giúp. Cuối cùng tôi phải đợi tới sáng ngày mai mới tự mình tới đồn cảnh sát thôi. Có thiệt là anh ngốc đến vậy không? Xin lỗi xin lỗi, không phải là anh ngốc, là tôi ngốc. Tôi không nên ỷ lại anh giúp đỡ. Đúng rồi, cô đúng là ngốc đó. Anh nói gì hả? Không phải cô nói, bạn gái nói gì thì tôi cũng phải tán thành sao? Tôi thiệt là chịu hết nổi anh rồi. Tôi không muốn làm bạn gái nữa, tôi muốn chia tay. Chia tay. Được được, chia tay liền. Trời ơi. Bình tĩnh chút đi Lộ Tiểu Tiểu, đừng manh động. Bởi vì chia tay là coi như từ bỏ một dãy núi vàng. Phải nhẫn nhịn. Tiểu Tiểu, cô không sao chứ? Tôi không sao. Bạn trai lý tưởng thì phải như vậy chứ. Làm tốt lắm. Giỏi. Bác Thiên Công hôm nay có nhâm không giận tươi lắm đó. Hay mình ăn thử đi. Được thôi. Ê, đợi chút. Tôi muốn mua trà sữa trân châu. Vậy tôi ở đây chờ cô. Không phải anh giúp tôi mua sao? Hôm nay đã một tay rồi, chắc cô có lương rồi chứ gì. Đúng rồi ha. Nhưng mà tôi còn đang huấn luyện anh làm người bạn trai lý tưởng mà. Tôi là bạn gái của anh, bạn trai giúp bạn gái mua đồ là lẽ đương nhiên. Vậy sao? Terry. Ủa, Tiểu Tiểu. Fanny, cô tới ăn ở Bác Thiên Công hả? Không phải, tôi định đi mua thức ăn cho mèo. Tôi định đi đến quán cà phê mèo gì đó mà lần trước anh giới thiệu đó để chơi với mèo. Đúng rồi ha, lần trước chúng ta vẫn chưa hẹn được. Bây giờ anh rảnh không? Hay là chúng ta cùng đi đi? Tôi rảnh nè. Không được. Anh mới vừa đồng ý với tôi là đi Bác Thiên Công ăn với tôi. Anh quên nhanh vậy sao? Có thể đổi ngày được không? Đương nhiên là không được. Anh tưởng Bác Thiên Công ngày nào cũng đều có nhâm không giận hả? Còn nữa, Fanny cũng là con gái đó. Anh không được đơn độc đi cùng với người con gái khác. Nhưng mà cô ấy là Fanny mà. Anh hứa với tôi cái gì cũng nghe lời tôi mà. Còn nữa, trước 9 giờ là anh phải về nhà. Bây giờ đi chơi mèo sao mà về kịp chứ? Terry, có phải anh có việc bận không? Không sao đâu, tôi tự đi được mà. Fanny, tôi rảnh mà, cô đợi tôi một chút nha. Xin lỗi nha Tiểu Tiểu, tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi. Nếu lần trước người bị kẹt trên núi là Fanny, tôi nghĩ chắc tôi điên mất. Tôi không muốn tuân thủ những quy tắc gì mà bạn trai lý tưởng nữa. Làm không được bạn trai lý tưởng thì tôi dùng chân thành lay động Fanny thôi. Cảm ơn sự chỉ giáo gần đây của cô. Nè Fanny, chúng ta đi được rồi. Long Lực Dương, anh mau quay lại đây cho tôi. Hôm nay những gì mình mất đi nhất định có một ngày mình lấy lại hết. Phạm Fanny, cô chờ đó. Terry là của Lộ Tiểu Tiểu tôi.